Xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Thức Tín. Trong video của ngày hôm nay, cửa hàng Đồng Hồ Thức Tín giới thiệu với tất cả quý vị một chiếc đồng hồ cây đến từ thương hiệu Howard Miller. Vâng, chiếc đồng hồ cây này được thiết kế theo kiểu dáng cổ điển Anh với cổ ngỗng thiên Nga ở phần trên đỉnh của chiếc đồng hồ. Vâng, cái chiếc đồng hồ cây này thì sở hữu cho mình cỗ máy rất chất lượng, cỗ máy 12 gông 12 búa chơi 3 bản nhạc và nó mang tới âm thanh rất là hay. Đó, quý vị có thể quan sát hình ảnh tổng quan phía ngoài của cái chiếc đồng hồ cây này đây ạ. Đó, màu sắc nâu đỏ, đó, một trong những màu rất là dễ phối hợp với những đồ đạc xung quanh. Đó, màu đỏ và nó màu nó trầm hơn. Đó, quý vị thấy không ạ? Phần trên đỉnh cổ ngỗng thiên Nga đây, thiết kế rất là đẹp mắt. Vâng, và cái chiếc đồng hồ cây này được trưng bày trong ngôi nhà của vị ạ, thì sẽ làm cho không gian của ngôi nhà của vị nó trở nên nó sang trọng và nó có điểm nhấn cũng như là thu hút hơn rất là nhiều. Chiếc đồng hồ cây này thì có mã số là HVK540, có chiều cao là 2m18, chiều ngang là 57cm và chiều dày là 32cm. Vâng, chiếc này thì sở hữu cho mình cỗ máy 12 gông 12 búa chơi 3 bản nhạc. Vâng, đó. Cỗ máy này được sản xuất bởi thương hiệu Kienizer Đức. Đó, và cái chiếc đồng hồ cây này trong tình trạng rất là mới, có giá tại cửa hàng Đồng Hồ Thức Tín 41 triệu. Đó, quý vị thấy không ạ? Thiết kế rất là đẹp mắt và phần trên đỉnh như quý vị thấy không ạ? Ở đây người ta hay gọi là cái cổ ngỗng thiên Nga. Đó, cuốn lượn rất là đẹp mắt và phần trên đỉnh này được khắc chạm bông hoa rất là ấn tượng. Đó, hai bên hai bông hoa đấy và ở giữa phần trung tâm là có tiện. Quý vị thấy không ạ? Phần phía trên này trông rất là mềm mại và rất là có đường nét. Đó, hai phần phía dưới này là cái tấm gỗ đối xứng. Cái chiếc đồng hồ cây này được làm từ gỗ cherry hay là gỗ anh đào đấy ạ. Và nó qua công nghệ xử lý gỗ rất là tốt thì nó không bị mối mọt hay là cong vênh quý vị nhé. Rồi, những chiếc đồng hồ cây này đã có độ tuổi gần 30 tuổi rồi. Tuy nhiên quý vị thấy không ạ? Tình trạng còn rất là chắc chắn và rất là mới. Đó, bên hông này quý vị thấy không ạ? Đây, bên hông là cái cánh cửa để mở ra để quan sát cỗ máy bên trong, nhưng mà chúng ta cũng thỉnh thoảng tháo cái này ra để tra dầu cũng như là kiểm tra nếu mà máy có cái trục trặc gì. Đó, phần phía bên hông này là tấm kính mài vát, tấm kính hình chữ nhật, chúng ta có thể nhìn được quả tạ cũng như là con lắc đàn ở bên trong. Đó, chiếc hồ cây được thiết kế theo góc nhìn ba cạnh quý vị nhé, ba mặt nhìn rất là đẹp. Đó, phần hai bên hông này quý vị thấy không ạ? Đó, nó mô phỏng hình ảnh cột sậy hay là thức cột đây. Và phần phía dưới thì nó được điểm thêm cái họa tiết đồng mạ vàng để làm cho cái chiếc đồng hồ cây nó sang trọng và nó có cái điểm nhấn, nó cũng như là có cái chiều sâu. Đó, phần chân đế này quý vị thấy không ạ? Phần chân đế cũng rất là ấn tượng. Chỉ phân tầng này và nó tấm gỗ ở phần mặt trước này cũng là đối xứng nhau. Đó, quý vị thấy không ạ? Lựa chọn vân gỗ rất là đẹp mắt, đối xứng nhau và nó lõm ở cái vị trí phần dưới giữa này, cái hình oval, hình bầu dục đấy. Đó, nó làm cho chiếc hồ cây nó có điểm nhấn và nhìn rất là hút mắt quý vị ạ. Đó, phần phía mặt trước là một cái tấm cánh cửa rất là lớn. Đó. Bản lề ở đây thì còn rất là nguyên bản quý vị ạ. Đó, bản lề đây nguyên bản và khóa này cũng thế ạ. Đó, quý vị thấy không? Khóa còn nguyên bản luôn. Đó, tấm kính phần mặt trước này thì cũng được mài vát bốn góc, mài vát cạnh đây, và khi nhìn vào nội thất bên trong rất là lung linh và sinh động. Đó, những cái tấm kính ở đây thì đã qua gần 30 tuổi rồi nhưng mà chúng mình thấy qua tấm kính rất là trong, rất là mới, nó không bị dấu vết thời gian nhiều. Vâng, và mình mở cái chiếc đồng hồ cây này ra thì cảm nhận đầu tiên là có cái mùi thơm. Đó, và đây là thương hiệu Howard Miller, đây là tem của cái thương hiệu Howard Miller đấy ạ, và có cái series của máy, series của cái chiếc đồng hồ cây này. Còn đây là cái tem của cái người sở hữu. Đó, cái chiếc đồng hồ sở hữu vào năm 1987, tức là bây giờ đã hơn 35 tuổi rồi. Đó, gần 40 tuổi ở viện. Vâng, và như quý vị thấy có tình trạng rất là mới, rất chắc chắn.
con mắc đàn đang đưa. Và đây là tình trạng ba quả tạ làm từ đồng mạ vàng đấy. Khoảng 40 năm thì nó có một chút vết thời gian, vết xước nhỏ thôi nhá. Nhưng mà khi mà nhìn ở ngoài mà đóng cái kính cửa kính vào, chúng ta không thể nhìn rõ đâu. Và đây này, con lắc đàn đang đưa. Con lắc đàn này thì kích thước cũng khá là lớn. Và khi nhìn nó dao động thì thấy cuộc sống nó thư thái, nó tĩnh lại hơn. Con lắc đàn đang đưa và vì trong cái màu đen kia chính là cái gông của cái chiếc đồng hồ cây này. Và lát nữa mình sẽ test âm thanh để quý vị cảm nhận về cái chiếc đồng hồ cây này được rõ hơn. Đó, và ở đây là bộ phận mặt số này, quý vị quan sát phần mặt số đây. Có những cái họa tiết đồng mạ vàng, những cái hoa lá này rất là đẹp mắt, nhỏ li ti. Và phía giữa này là thương hiệu Howard Miller. Ba cái lỗ cót có bánh khuyên, và một tuần thì chúng ta sẽ lên cót một lần qua ba cái ổ cót này. Đó ở giữa là kim rốn này, và phần trung tâm cái đường tròn đồng tâm ở phần kim số này cũng là những cái họa tiết họa và chiếc lá ở đây. Đó, không chữ số Ả Rập. Phía trên này chính là cái hiển thị lịch tuần trăng này đấy ạ. Và nguyên lịch này tượng trưng rồi, nó xuất hiện từ thế kỷ thứ 19. Vâng, và nó tích hợp chiếc hồ cây thì nó xuất hiện từ cái 19, và nó có rất là nhiều cái tích liên quan đến cái lịch quan măn này. Vâng, và nó để cho mọi người biết cái thời gian là ban đêm trăng nó như thế nào và nó sáng như nào. Nhưng cũng chính vì điều đó thì những cái tên trộm ấy, đó người ta nhìn cái lịch tuần trăng này, người ta sẽ biết là những ngày nào là tối, ngày nào là sáng. Và cũng có một thời gian là người ta đã cái chính quyền đó cũng đã có cái đề nghị là bỏ cái lịch này. Nhưng mà tuy nhiên qua một thời gian thì cái lịch này nó cũng rất là đẹp và nó rất là ý nghĩa. Và chiếc đồng hồ cây này luôn được tích hợp thêm cái tính năng là lịch mon man này, và nó tuân theo cái tỷ lệ hình khối cũng như màu sắc rất là đẹp đó. Và đến thời điểm bây giờ khi mà cuộc sống hiện đại rồi, có những cái phương tiện điện thoại hay là thiết bị điện tử đeo thay, nhưng mà tuy nhiên thì cái lịch tuần trăng này vẫn được tích hợp, nó lấy hình ảnh tượng trưng rất là đẹp mắt và nó rất ý nghĩa. Đó, một tháng trong âm lịch thì sẽ là 29 ngày rưỡi quý vị nha. Đó, 29 ngày rưỡi 4 giờ bao nhiêu phút ạ, mình không nhớ chính xác. Đó là bộ phận hình ảnh phía bên ngoài. Còn cơ cấu bộ máy bên trong cũng như là âm thanh thì nhìn qua cái phần mặt số thì quý vị cũng có thể là cảm nhận được cái chiếc đồng hồ cây này đó, biết về một vài thông số này, như ở đây là có cái cần gạt thể hiện chiếc đồng hồ cây này chơi được 3 bản nhạc đó, bản Whittington, bản ST Michael và bản Westington, và chế độ là tắt chuông hoàn toàn đó. Quý vị thích bản nhạc nào chỉ cần gạt cái vị trí cần gạt tới vị trí bản nhạc đó thôi, là có tên bản nhạc cái này đó. Và đây là bản Westington. Rồi bây giờ mình sẽ quay tới cơ cấu bộ máy ở bên trong và test âm thanh của chiếc đồng hồ cây này. Đó, như mình vừa giới thiệu ở đây là cái cánh cửa mở ra. Đó. Đó, đây chúng ta quan sát được cỗ máy ở bên trong đây. Cỗ máy bên trong của chiếc đồng hồ cây này. Vâng, quý vị quan sát cỗ máy đây. Và vừa rồi mình bật cái đèn flash lên để quý vị quan sát bộ máy nó được rõ hơn. Ở trong này nó cũng hơi tối. Đó, quý vị thấy không ạ? Máy lớn, vách dày, và trên đây được có cả tem của chiếc hồ cây này. Và cái chiếc này có model là 610341 cùng các series number và các thông số kỹ thuật ở đây. Đó, quý vị thấy không? Trên vách thì được chuyện họa tiết cũng như là chuyện thông số kỹ thuật. Đó. Vâng, và máy này đây đã được cửa hàng đồng hồ Thực Tín kiểm tra, bảo dưỡng và vệ sinh rồi. Vì quan sát những cái vị trí bánh răng này có hình có chút đỏ đỏ này, đấy chính là cái dầu máy. Vâng, và khi bị sở hữu thì cửa hàng đồng hồ sẽ tặng kèm với vị găng tay cũng như lọ dầu tra để một năm chúng ta tra một lần, hoặc là khi cửa hàng đồng hồ Thực Tín có lắp đặt tại gần nhà quý vị đã, hay bất kỳ một cái địa phương nào thì quý vị đồng hồ Thực Tín cũng xin phép qua nhà quý vị để kiểm tra là cỗ máy cũng như là tra dầu để cỗ máy được bảo hành nó trơn tru và nó ổn định nhất. Đó, quý vị thấy không ạ? Những cái chiếc đồng hồ cây này đã trải qua công đoạn bảo dưỡng rồi, và khi ổn định thì mới được đem trưng bày để giới thiệu quý vị rồi nhé. Và cỗ máy thì đảm bảo ổn định bảo hành 5
5. Đó, đây là gông này. Bây giờ mình sẽ test chuông chiếc đồng hồ cây này và mình sẽ để bảng là Westington. Vừa rồi đồng hồ Thức Tín giới thiệu với tất cả quý vị một chiếc đồng hồ cây đến từ thương hiệu Howard Miller. Và quý vị nào thấy cái chiếc đồng hồ cây này nó phù hợp với không gian của ngôi nhà mình, nó phù hợp sở thích của mình hay là phù hợp với túi tiền của mình, thì quý vị gọi điện tới cửa hàng đồng hồ Thức Tín theo số điện thoại là 0902021334 để được cửa hàng đồng hồ Thức Tín tư vấn chi tiết cho tất cả quý vị. Vâng, và cũng mời tất cả quý vị tới cửa hàng đồng hồ Thức Tín có địa chỉ là số 45C Giảng Võ Đống Đa, Hà Nội, cách ga Cát Linh 200m về hướng đường Nguyễn Thái Học, để chúng ta cùng giao lưu và chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ cây có tại cửa hàng đồng hồ Thức Tín. Vâng, và quý vị xem video cũng đừng quên đăng ký để không bỏ qua bất kỳ video nào mà cửa hàng đồng hồ Thức Tín chia sẻ. Vâng, đồng hồ Thức Tín cũng xin phép dừng video này tại đây và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo của đồng hồ Thức Tín. Xin kính chào và hẹn gặp lại.